Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 2 căn nhà xuất sắc với diện tích siêu rộng. Và 2 căn nhà này thì ô tô có thể vào nhà, diện tích 50,1m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Nhìn thực tế căn nhà này thì đang vào cái phần hoàn thiện ở trên tầng 3 mọi người ạ. Đang vừa mới đổ mái xong tầng 3 và bây giờ là vào phần hoàn thiện. Những cái bức chát này, rồi là sơn này. Và cái dự kiến bàn giao nhà thì có thể là trước Tết hoặc cùng lắm thì có thể ra Tết một chút. Nhưng Ngọc Anh sẽ quay cái ưu điểm của cái căn nhà này: đường ngõ thông, ô tô qua, diện tích 50,1m cả hai căn. Và mặt tiền của nó thì rất là rộng, mặt tiền 5,6m. Và quan trọng nhất là giá bán rất là rẻ cho một ngôi nhà ô tô vào nhà. Riêng cái căn nhà này thì ô tô vào thoải mái, ô tô 7 chỗ vào thoải mái quý vị nhé. Và với cái giá bán từ 2 tỷ 620 triệu đến 2 tỷ 700 triệu, sổ đỏ đầy đủ, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đường ngõ thực tế và căn nhà này đây. Đó. Giá bán tất cả mọi cái Ngọc Anh đều công khai chi tiết cho quý vị có thể tham khảo để có thể cân đối mức tài chính. Vị trí của căn nhà này thuộc Đại Thành, Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà thì với 2,62 và 2,7 tỷ, quý vị có thể vay tối đa căn nhà này khoảng tầm 900 triệu đồng tại thời điểm hiện tại. Vị trí đi lại gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fendica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại Yêu Môn Hà Đông. Nói chung với phạm vi bán kính tầm 5 đến 8 km quay đầu xung quanh cho quý vị ngập tràn tiện ích dân sinh. Xung quanh đây thì cách chỉ có khoảng tầm 500 m là chợ, trường, phường trạm, trường mầm non cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện quý vị nhé. Và với cái thiết kế đây, 3 tầng, tuy nhiên thì cái công năng sử dụng siêu rộng, 3 phòng ngủ, mặt tiền rất thoáng. Phòng khách, phòng bếp thì để ở dưới tầng 1, còn nếu như quý vị có xe thì cứ yên tâm rằng là cái căn nhà này xe ô tô vào nhà thoải mái. Và đặc biệt ưu điểm của hai căn nhà tiếp theo đó chính là hai mặt thoáng mọi người nhá. Rất là thông thoáng luôn. Phòng khách, phòng bếp để ở vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Trên tầng 2 và tầng 3 thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ, tất cả các phòng đều thoáng trước, thoáng sau. Với hai căn nhà này, hướng là hướng Tây Bắc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Và tại thời điểm này quý vị có thể mua, tặng ngay tại thời điểm này quý vị nhé, để quý vị có thể thay đổi gì ạ? Ở đây chưa đắp tủ bếp thì quý vị có thể thay đổi chất liệu. Tiếp theo, thay đổi màu sơn. Tiếp theo, thay đổi thiết bị vệ sinh, thay đổi màu gạch. Nếu như quý vị không thích gạch men thường mà thích men bóng, hoặc là nếu như quý vị không thích gạch mà lát sàn gỗ thì cũng rất là ok. Hoặc là ví dụ chưa làm trần thạch cao thì quý vị có thể có làm trần thạch cao, quý vị có thể không muốn làm trần thạch cao thì cũng có thể dừng lại ở những cái bước đấy. Nói chung mua tại thời điểm này quý vị sẽ nhận được rất nhiều cái ưu đãi nhé mọi người. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.